Ở đây, bạn nào là fan của truyện tranh Conan, giơ tay lên. Mình cũng giơ luôn các bạn ơi. Mình không biết mình có phải là fan cuồng hay không, mà mỗi buổi sáng khi mà mình ăn sáng á, là mình phải xem phim hoạt hình Conan mình mới ăn được. Đến buổi trưa mình cũng phải xem Conan thì mình mới ăn trưa được. Cho đến buổi tối là mình phải đọc truyện tranh Conan thì mình mới đi ngủ được các bạn. Không biết vậy có gọi là fan cuồng không nữa. Và vì mình xem Conan quá 180 phút, cho nên là bây giờ mình đang nghĩ là trong đầu của mình đang sở hữu IQ giống như gọi là mình sở hữu IQ chém gió ghê không. Nói chung á là mình xem Conan mình cũng rất là thích các bạn, và mình nghĩ là mình cũng có thể làm được giống như là nhân vật Conan vậy đó. Cho nên là ngày hôm nay, nếu mà các bạn có suy nghĩ giống như mình thì hãy cùng với mình vào đây gọi là xem những cái gọi là vụ việc xảy ra, và chúng ta cùng nhau phá giải những vụ việc đó nha các bạn. Let's go. Đây, bây giờ là các bạn nhìn nè, có rất là nhiều việc để chúng ta có thể phá giải giải mã từ lừa ở đây luôn các bạn thấy không. Trời ơi, có cả ma nữa nè các bạn. Trời ơi, cái gì mà thám tử mà bây giờ gọi là đi gọi là phá án ma luôn à. Rồi, ngày hôm nay mình sẽ vào vai một thám tử và mình sẽ đi giải quyết những vụ việc nè. Ai mới là vợ của anh ấy? Anh ấy là chồng tôi, chúng tôi kết hôn rồi nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem xét coi tình hình như thế nào. Hiện tại bây giờ người ta đang hướng dẫn cho mình trước. Rồi, giấy chứng nhận kết hôn. Là cái cô mà có cái gọi là cái băng rôn trên đầu nè. Chính xác. Đó, các bạn thấy không? Rất là dễ dàng đúng không? Nhưng cái đó chỉ là cái mà đơn giản ngay lúc đầu thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào tiếp theo nè, để xem coi như thế nào. Người nào không mang thai, tôi đói suốt ngày luôn ấy. Đó, còn tôi thì đau lưng quá trời luôn. Hai cái này đều giống, đều đúng nha các bạn. Rồi, bây giờ á, nhưng mà cái quan trọng là có một người là giả. Nếu mà xét xem coi hai người mặc đồ thì các bạn sẽ thấy người mà đang gọi là có em bé đó thì người ta sẽ mặc một cái đồ rất là rộng rãi, không có giống như gọi là cái người ở bên phải đang mặc cái bộ đồ rất là gọi là chặt các bạn. Đó, cho nên là mình sẽ thử coi. Giả bộ cái gối làm các bạn. Rồi, chính xác. Ai là kẻ mạo danh? Được rồi, đi giả ngoại thôi nào, chúng mình sẽ được ăn ngon đấy. Rồi, mạo danh là như thế nào đây? Để chúng ta xem coi. Ở đây là người ta cho mình gọi là một cái manh mối, đó là một cái bình nước. Bình nước để làm cái gì? Các bạn nhìn ba người ở đây, mình thấy là cái bạn mặc cái áo màu đỏ như vậy, mình thấy hơi hơi giống con trai đó. Để mình thử coi coi là bạn này có đổi tóc giả không. Không đổi tóc giả nha các bạn. Bây giờ mới gọi là cần gọi là các bạn gọi là sử dụng cái IQ nè. Đây. Rồi. Ô, đổ nước lên. Mình thấy đúng mà. Thanh niên này giả gái các bạn. Mà thanh niên này không phải là người bình thường nữa mà da xanh, chắc chắn là yêu tinh rồi. Rồi, bây giờ là chúng ta tiếp tục nào. Ai là người xấu? Nhìn ba người ở đây, mình thấy ai cũng là người tốt hết bạn. Nhưng mà cái đó chỉ là bề ngoài thôi. Các bạn phải xem xét tình hình. Mình ghét phải xếp hàng, mình sẽ bị trễ chuyến bay mắc. Đó, xếp hàng là phải bắt buộc rồi, sao mà ghét được. Tại vì đông người thì chúng ta phải xếp hàng thôi, đâu được chen lấn đâu. Để mình xem coi. Người ta cho mình một cái máy để làm cái gì đây? Để mình dò xem coi là có những cái gì ở bên trong cái ba lô được các bạn. Wow, ôi ơi, thanh niên này đem bơm theo kìa. Đây, đây, các bạn thấy không, đem bơm theo kìa. Đeo mắt kiến, không, nhìn rất là đẹp trai. Nhưng mà đem bơm theo các bạn, nguy hiểm, nguy hiểm. Bây giờ các bạn hãy sử dụng cái gọi là bộ não của các bạn, sử dụng cái IQ vô cực của các bạn để giải câu hỏi này giờ mình coi. Ai là hung thủ? Đó, hắn là kẻ gọi là như vậy. Rồi, tôi vô tội. Bây giờ là cái người đầu chọc này đang đổ lỗi cho thanh niên mặc cái áo màu hồng nam tính. Đó, nam tính nha các bạn. Rồi, để xem coi là ai là người đã hại cái người mặc áo xanh này. Để mình xem coi. Ở đây có hai cái ly nước các bạn ơi. Hai cái ly nước này để làm cái gì đây? Người này thì nằm ở đây rồi. Đây, mình sẽ cho người này uống một ly. Người này uống một ly coi được không? Đấy, rồi. Trên tay có gì kìa? Trên tay thanh niên này có gì kìa? Sai lầm quá nghiệp dư luôn. Phải luôn rửa tay sau khi hành xử. Trên tay thanh niên nó dính cà chua các bạn. Câu hỏi tiếp theo. Ai là người sói? Câu này hay. Bây giờ các bạn hãy nhìn ba người này xem coi ai là người sói. Người sói vào buổi sáng á thì sẽ giống như người bình thường của chúng ta thôi, nhưng khi vào buổi tối thì người sói mới xuất hiện. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để người sói xuất hiện các bạn? Ở đây có một bình thuốc nè, bây giờ cho thanh niên nào uống. Hay sao?
không được các bạn ơi. À lấy tỏi. Không lấy tỏi để gọi là chị người sói không được các bạn ơi. Lấy cây này không đúng. À đúng rồi, bây giờ muốn người sói xuất hiện gì, chuyển mặt trời thành mặt trăng được không? Đấy, ủa sao được không? À đây mặt trời mặt... À thanh niên kia là người sói các bạn thấy không? Wow, thấy chưa? Đấy, các bạn phải gọi là suy nghĩ. Cái này nói chung là cũng khá đơn giản thôi, không có gì khó hết. Bạn nào gọi là đang nuôi cún đâu, giơ tay lên nè. Bài câu hỏi này dành cho các bạn nè. Ai là chủ nhân của chú cún này? Đến đây nào cún yêu, đó là chó của tôi mà. Đó, bây giờ các bạn nào nuôi cún các bạn sẽ hiểu. Đó là những cái con cún mà các bạn nuôi á, khi mà các bạn kêu nó thì nó sẽ lại liền đúng không? Tại vì nó biết các bạn là chủ nó, còn người khác kêu nó không lại đâu. Rồi bây giờ là chúng ta, cái thanh niên áo cam đang kêu nó đến, nhưng mà nó chưa đến các bạn. Còn thanh niên áo xanh thì đang nói là con chó đó là của mình. Rồi, bây giờ để xem coi. Có trái banh đằng sau nè. Bây giờ mình sẽ đưa trái banh này cho thanh niên mặc áo cam xem có nó tới không. Đó, chính xác không? Chỉ cần kêu nó là nó tới các bạn ơi. Đó, chó của mình, chó rất là thông minh nha các bạn. Hay một câu hỏi khó đây. Ai là hung thủ? Không phải tôi. Thật là độc ác mà. Đó, bây giờ là có ba người ở đây đang gọi là tìm xem ai là hung thủ các bạn. Phải tìm ra gọi là có điều gì kỳ lạ trong cái bức hình này để tìm ra cho được bằng được các bạn ơi. Rồi, mình đang xem coi là trong bức hình này có gì khác lạ hay không. Các bạn thấy ở ngay người thanh niên này có một cái gì màu đỏ 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 không? Cái này là cái gì đây? Các bạn nhìn cái này ra cái gì không các bạn ơi? Nhìn cũng chưa biết nữa. Rồi, ở dưới chân của cái cô kia có gì kìa? Nhìn không rõ. Ê, các bạn nhìn kỹ vô, hình như đó là dấu vân tay thì phải, đúng không? Đúng rồi, cái dấu vân tay nè. Rồi, người này không được à. Bây giờ cái gì nữa đây? Giờ sao ta? Điện thoại sao? Túi sách? Không phải. Ủa cái này là cái gì đây? Khoan. Nếu mà xem xét tình hình á thì mình thấy cái người B là có một cái dấu hiệu khả nghi nhất, đó là cái dấu vân tay ở trên chân. Rồi bây giờ mình sẽ chọn người B coi. Wow, đúng kìa. Là sao? Dấu tay trên chân cô, chính xác mình đã tìm thấy tóc cô trên mặt đất. À vậy là cái này là tóc đúng không? Và gót giày của cô bị gãy. À vậy là cái miếng kia là cái gót giày các bạn. Câu này là dành cho mấy bạn đang đi học nè. Ai đang nói dối? À không, ai đang gian dối? 2 cộng 2 bằng mấy ta? 2 cộng 2 mà không biết. Để dạy cho. 2 cộng với 2 là bằng 5. Ủa lộn, bằng 4 nè. Có vậy cũng biết nữa. Kỳ thi này thật điên rồ. Thật, con vậy mà cũng điên rồ nữa, mình bó tay luôn á. Bây giờ phải tìm ra được người nào gian dối, đó là người đang copy bài đó các bạn. Rồi, để xem coi. Ở đây á, có một thanh niên đang khoanh tay các bạn. Đang khoanh tay là mình thấy nghi nghi rồi đó. Để xem coi trong tay này có gì không. Không có gì nha. Rồi, cái anh kia đang, cái cô đằng sau được anh kia che lại kìa. Mình không biết là được gì không. Không, bây giờ cái tay này đang che gì đó. Đang che bài hay là đang che gì đó bạn ơi. À, đang che kiểu này là bạn biết gì không? Không cho coi đâu. À, đi thi thường thường là vậy đó bạn. Đấy, vậy bây giờ ai mới là người đang gian dối đây? Câu này mới khó nè các bạn. Câu này bây giờ muốn tìm ra người nào đó thì cũng được nữa. Bấm đại đi. À, hay là... Ê, trên tay của thanh niên kia đang ghi chữ trên tay các bạn ơi. Ôi, thanh niên ghi chữ lên tay luôn các bạn. What? Anh này đang tập gym. Còn 724 cái nữa. Đùa nhau chắc. Trời ơi, đang tập tạ mà còn 700 mấy cái, làm như siêu nhân vậy. À, câu hỏi là ai là người có siêu năng lực? Chắc chắn là anh này rồi. Trời ơi, anh này anh nhỏ con mà anh đẩy còn 700 mấy cái là rõ ràng anh này anh là siêu nhân rồi còn gì nữa. Khoan từ từ. Ôi, các bạn nhìn nè, anh này một anh chàng bự hơn anh chàng kia. Đó, anh chàng số A, chữ A nè. Nhưng mà năng tạ rất là nhỏ luôn các bạn. Còn anh chàng ở giữa B gọi là năng tạ khá là bự nhưng mà không có năng lên cao được. Chỉ có anh chàng thấp nhất này là năng tạ lên cao được nè các bạn. Nhưng mà mình sao mình chọn không được? Mình phải chứng minh đó bạn ơi, mình phải chứng minh nữa nè. Hãy tìm chứng cứ trước. Đó, bây giờ mình phải làm sao để chứng minh được cái anh này là ảnh gọi là hả? Ảnh gọi là hả Superman nè. Giờ làm sao ta? Câu này á mình biết rồi. Nhưng mà bây giờ mình chọn người ta không cho. Cái gì? Trời. Cái anh ở giữa mới là siêu nhân nè. Cục tạ 1000 ký. Cái gì vậy? Ủa, được rồi mà. Ủa mình tìm đúng mà người ta không cho mình các bạn. Đây 1000 ký. Trời.
Siêu nhân thiệt chứ. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký chia sẻ của mình sẽ bán cao bán cao nếu các bạn là fan chính muốn hộ mình nha. Rồi và ngày hôm nay thì thám tử áo ba lỗ xin tạm dừng cuộc chém gió tại đây thôi. Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Bye bye.